Hi và xin chào tất cả mọi người đến với kênh YouTube của mình nha. Mình là Minh Quyết Kịch đây. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn đến một trải nghiệm hoàn toàn mới, đó chính là thần tài kết hợp với loại công nghệ nhỏ nhưng có võ nha. Bản đồ mình đang chơi là một map liên quan đến cua khiêu vũ. Và map cua này thì là một map mà nó cũng tương đối khó chịu. Có thể anh em sẽ rất là mạnh khi mà clear những đối thủ người chơi khác đúng không? Nhưng mà khi mà gặp phải con cua khiêu vũ ấy, con boss ấy, thì nó lại khiến anh em bay màu cực nhanh. Mình đã từng là nạn nhân của con cua khiêu vũ này mấy lần rồi. Đang chơi thần tài chuỗi tháng cháy thực cháy luôn, xong cuối cùng gặp ngay quả cua nó đấm cho cút luôn mọi người. Đây là ảo lắm. 5 trận thua, còn 81 máu. Cái bản đồ này là một bản đồ mà có một cái vòng kỳ ngộ nha. Vòng kỳ ngộ nó có tên đó chính là có thể nâng cấp lại cái lõi công nghệ một lần nữa. Có nghĩa là trong trận đấu này là mình sẽ có cơ hội gọi là run lõi công nghệ thành x2 lần luôn. Rồi, mình đang kỳ vọng một điều là ở cái lõi công nghệ 3.2 nha, sẽ ra cho mình được một cái lõi công nghệ, đó chính là cộng máu đi. Đặc biệt có thể là khủng lồ hóa là càng tốt. Mọi người nhá. Rồi, quyết định của trận đấu và đó là... Rồi, ok, lõi bạc. Đấy, nhưng sao từ mình sẽ run một đợt này. Và sẽ đợt thứ hai xem ra gì nha. Nhân phẩm đây, đâu rồi? Hãy trỗi dậy nhân phẩm của tôi đi nào. Một, đây rồi. Hay quá các bạn ơi, khủng lồ hóa. Mình đang thua 5 trận này. À, 6 trận rồi. Và khi có khủng lồ hóa xong nữa thì mình sẽ còn bao nhiêu máu, mình sẽ lên level 7 luôn nha. Để Ron, đây rồi, hay quá. Đang tính nói Ron kiếm Anie thì lại ra luôn. Ui, Chitara nữa à, ui xôi, ôi, nhân phẩm kìa. 108 máu và 5 thần tài round 3.1 mọi người ạ. Liệu rằng để xem ở trong trận đấu này thì mình sẽ làm được gì nha. Game này là một game mà cũng ít người chơi thần tài nên là cái việc chuỗi thua nó cũng sẽ tương đối dễ dàng mọi người ơi. Rồi nào, 3.2 này, 3.3 sẽ là gì đây? Giờ thêm quả vòng kỳ ngộ Ahri cho nụ một nụ hôn vào mồm nhờ. Tăng thêm 10 máu nữa, tuyệt vời luôn. Gì đây, gì đây, gì đây? Kindred cho HP tạm thời à? Máu mình đang rất nhiều nha, nên là giờ chơi phải cẩn thận, không nên hổ báo.
Rồi, ok, lắp đồ nào. Gnao này khỏe quá. Chơi chuỗi thua chỉ sợ nhất mấy bố mà kiểu là chơi khát nước ấy mọi người. Kiểu chơi khát nước là sợ nhất nha. Bởi vì đồ chơi khát nước sẽ khiến cho cái lượng máu của mình bị trừ nhanh đi cực nhanh. Có sảnh vàng à? Thì mình cũng đang có một sảnh vàng ở đây nhưng mà tiếc là cái này không lấy được. Rồi, Kai'Sa. Đáy máu. Lee Sin luôn à, nhưng mà rất tiếc là tôi không có nhu cầu. Top 8 này, top 4 này. Đợi ra thôi. Kiếm được thần mũ phù thủy duy trì trong 3 vòng à? Ba trận à? Mình 9 trận thua còn 90 máu mọi người này. Vãi đạn chưa? 9 trận thua còn 90 máu này, what the fuck? Trời ơi. Hy vọng sẽ không có ai phá mình chuỗi thua của mình nha mọi người. Chỉ cần không ai phá chuỗi thua thôi là hoàn hảo này. Mình chỉ sợ bị phá chuỗi thua thôi. Từ từ để xem nào, thuật sĩ đi. Mình cho Janna cầm cái trang bị kia để nó kiểu là clear đối thủ luôn. Từ từ rồi nhá, chưa chắc là sẽ... Rồi ok, hay quá. Thua đi đừng có thắng nha, Chitana nhảy vào đây nè. Trời ơi, Garen cầm cái lõi anh. Thế thức anh hùng sao mà giết nó được. Rồi. Ây, trời ơi, 10 trận thua còn 84 máu các bạn ạ. What the fuck. Ảo tí nhờ. Mọi người xem kìa, 10 trận thua còn 86 máu kìa. Wow. 38 số này. Trời ơi, không thể tin nổi luôn. Và bắt mình mọi người ạ. Cái này nếu như mà game nó còn cho thêm mình một cái lõi kiểu là... Game nó cho mình thêm một cái lõi... Một cái kiểu vòng kỳ ngộ của AC ấy mọi người. AC đoán trước đối thủ mình là ai ấy, thì còn đỉnh hơn nữa nha. Trời ơi, 10 trận thua. 86 máu. Combo hủy diệt à? Rồi, từ từ nha. 63 máu này, Caitlyn này, 65 máu này, game này được cái là không ai chơi thần tài cả. Điều đó là điều may mắn của mình nha. Chứ gặp đối thủ chơi thần tài thì cũng hơi mệt rồi. 77 máu này, Kha'Zix 3 sao, nói chung là khỏe. Đối thủ khỏe rồi, không ai yếu cả. Liệu rằng có thể là một trận đấu chuỗi thua 18 trận không mọi người? 18 trận thua không? Lập của kỷ lục không?
do Rick ba quyền năng à? Nhìn có vẻ lỏ đấy kìa. Rồi rồi, từ từ nha mọi người, không nên vội, không nên vội, bởi vì thời điểm này mình đang còn nhiều máu. Mình đang còn nhiều máu nha. Không nên chơi dại. Chết rồi anh em ơi, chết rồi. Hay quá. Ui. Mình tưởng oảng phát đấy rồi mọi người ơi, mà may sao kìa. Rồi. Còn 78 máu mọi người ạ. Lượng máu khủng chưa? Liệu rằng đây có phải là một cái điều xứng đáng được vào viện bảo tàng không? Tuyển nhân sự này, nổ bùm này. Mình lại đang phân vân giữa tuyển nhân sự quá à. Tuyển nhân sự mình sẽ có cộng thêm một slot. Và một cái máy nhân bản thì nó sẽ giúp cho mình có thể tìm kiếm được một cái điều gì đó thú vị. Còn Pandora, thôi Pandora khỏi đi ha. Rồi ok, tuyển nhân sự mọi người ạ. Chơi cái nào cho nó chắc kèo xíu. Bởi vì game này là một game mình đang kỳ vọng quá nhiều này. Đáng để kỳ vọng luôn ạ. Sẽ cố gắng làm một cái trận đấu chuỗi thua dài nhất trong lịch sử đấu trường chân lý mùa 11 nha. Và nếu như làm được thì anh em hãy không tiếc gì cho mình một like đúng không? Hoặc một subscribe chứ. Từ từ đẩy đã, để xem là mình sẽ có gì. Mình sẽ có 51 máu à, kết linh 3 đồ khảm bảo thạch luôn, rất khỏe. Kha-Zik rồi ông này, cho đấu sĩ vào đi ha. Tầm 18 trận thua là kinh điển rồi mọi người ạ. 18 trận thua thôi là đã đủ khiến cho cửa khinh thiên địa rồi, không cần nhiều nha. Rồi 12 trận thua, còn 68 máu, ra sau cộng 4 máu là 72, trời ơi. 12 trận thua còn 72 máu mọi người. Xíu nữa mà còn có thêm quả Ahri tặng cho 10 máu thì ôi trời ơi, làm quả chuỗi thua 20 trận luôn. Nổ chưa? Rồi, round sau mình sẽ ra một cái 6 đi. Hy vọng ra 6 mọi người nhá. 6 trận đi. 6, làm ơn. 6 trận là 10 thành 18 này. 6, 6. Rồi ok em ơi, 6 trận luôn. Wow. Rồi. Các bạn tới công chuyện với tôi nào. 18 trận thua với thần tài các bạn ơi. Từ từ. 6 trận 70 máu thì mình dư sức để làm mọi người nhá. Nên là không nên để mình khỏe quá. Bởi vì khỏe quá đôi khi nó kiểu bị điên nó lại thắng mất đi mọi người. Nên là thôi, chơi chắc kèo luôn. 12 trận thua, còn tận 70 máu, 72 máu mọi người này. Kha-Zik này. Khi nắng phai tàn cuối sân. Rồi, ok, mình lên quả cam anh em xem nha. Nói chung là dư sức để thua mọi người ơi. Không phải lo về mình mất chuỗi nha. Dư sức để thua luôn á. Làm pha kỷ lục 18 trận thua nào. Đợt trước Biusagi 17 trận rồi. Thì bây giờ mình sẽ là người là sở hữu 18 trận nha. 18 trận thua với thần tài. AC à. Ok. Áo đâu rồi nhỉ? Đúng kiểu là đang hết clip để đăng để úp luôn thì lại gặp ngay quả pha này. 37 máu này, UD này, AC này, 25 máu, có Lee Sin luôn rồi. AC 2 luôn. Rất khỏe nha. Mình bây giờ chơi chắc kèo thôi, không để hổ báo được. 37 này, ông này level 8 rồi. 25 máu level 7 nhưng mà có AC 2 sao, level 8 luôn. AZ 6 xong đấu. 54 máu thì đang chơi thần rừng rất khỏe ở đây. Rồi, cảm nghe thần rừng mọi người. Nhìn cái màu này thua chắc. Trừ khi đối thủ đầu hàng thôi. Một trăm lẻ tám số này. Ui, kêu được con này không? Kêu được ba này đi là đẹp. Nhảy, chi tật nào ơi nhảy. Ui, trời ơi, sao mỗi con một trăm máu vậy? Ba con này. 108 số, rồi. Còn 4 trận thua nữa mọi người nhá. Là mình 18 trận thua. Và chắc chắn là thể làm được rồi. Đây, lên 50 máu này. 50 máu 4 trận à. Cũng căng đấy. Để xem nào, 14 máu sắp đi rồi.
37 máu thì còn Caitlyn này, Kayn 2 sao luôn. À, mình đang bị thổi dốc luôn đó mọi người. Trận đấu này là một trận đấu quá, có thể sẽ là một siêu phẩm để đời trong cái mùa 11 này luôn. Nên là thực sự phải cố gắng nha. Có thể sẽ là một trận đấu để đời ở mùa 11 á. Mọi người ạ. 50 máu, 52 máu. Ôi, Garen 3 đồ. Rồi, trời ơi. Dùng lấy cái áo mặc đã. Trận 3 trận nữa. Có vẻ như đang có những gọi là check va đối với mình rồi. Hai mọi người. Nhiều anh em hay hỏi mình bao nhiêu tuổi thì mình xem 96 mọi người nhá. 96. Sành vang à? Không phải. Kayn. Giết khổng lồ. 3 trận nữa là thành 18 trận rồi. Đẹp quá anh em ơi. Nhưng thời điểm này hơi căng nhá. Phải thực sự chú ý nhập tâm vào luôn á. Vào trận đấu nha mọi người. Nhập sự nhập tâm này. Nhập tâm anh em nha. 25, 11, 24. U đi 2 sao à? AC Caitlyn à? Chết rồi, từ từ. Lắp dịch ngồi đi, ok. Hai trận nữa còn 25 máu à? Ui dồi ôi. Hai trận nữa, 25, lao sau lên 29 máu. 32. 14. À, lúc này quên lắp đồ quá. Anh em đang check map liên tục. Lee Sin 2 sao 3 đồ. Mười bốn máu à? What the fuck? Trời ơi. Round sau cộng 4 nữa là lên 18 máu. 18 máu ở tầm thời điểm này à? Căng nhờ. Nhưng mà mình vẫn chưa đủ cái mốc số quan trọng mọi người nha. Trời ơi, 20 máu phải ngon không? Tầm này máu nguy hiểm quá anh em ơi. Hy vọng sẽ thua. Hy vọng sẽ thua. Mười tám trận thua của tôi.
Ok, 229 số 18 nhận thua mọi người ạ. Kỷ lục chưa? Wow. Nín thở mọi người, nín thở luôn ạ. Thực sự, mình nín thở để chơi game luôn. 18 trận thua trong một trận đấu. Kỷ lục đấu trường chân lý mùa 11 là đây chăng? Wow. Có Azi không? Có Rakan này. Ấn sử gia này, mình sẽ ấn sử gia nha mọi người ơi. Ấn sử gia nha. Trời ơi, 18 trận thua. Wow. Mình cũng đang run luôn mọi người. Nhưng mà rất tiếc là không lên đủ số. Phải thêm một round nữa thì nó mới ra được cho mình cái kiểu là 250 số mọi người ơi. Nhưng mà để xem này. Ok, 18 trận thua. Wow. Nhưng mà cái hũ nổ cái hũ này thôi, anh em đừng quan tâm đến cái hũ làm gì nữa. Bởi vì cái hũ nhìn nó hơi lỏ. Wow. 18 trận thua thần tài. À không, một chút chuỗi thua 18 trận đấy mọi người. Trời ơi kìa. Wow. Đợt trước Biusegi lên 17 trận thôi đã kinh điển rồi. Đây thì mình lại lên luôn quả 18 trận. 18 trận luôn. Chẳng lẽ lại thua? Chẳng lẽ lại thua? Mình sẽ thử xem có thể lên được 10 sử gia không mọi người nhé. Bởi vì mình đang có hán sử gia rồi. Mình chỉ cần thiếu một ấn sử gia thôi là lên được 10 sử gia luôn này. Một ấn sử gia nữa và trận đấu này thì chắc chắn sẽ kéo dài. Ui, chết rồi. Cuộc khiêu vũ anh em ơi. Thôi xong rồi. À, chết rồi nha. Đừng vô được hoàn cảnh này nha. Mình đã từng bị thua bởi cuộc khiêu vũ này mấy lần rồi. Bao giờ mà thua phát là khóc luôn mà anh em à, khóc luôn nha. Bully, thắng đi đừng có thua. Thua là khóc luôn á. Làm ơn mà. Rồi ok, tuyệt vời. Nhưng mình phải tiêu hơi nhiều vàng rồi đó. Mọi người ạ, tiêu hơi nhiều vàng nha. Trời ơi, 18 trận thua. Một kỷ lục hoàn toàn mới. Cái bọc sao nhặt được nhỉ? Đây ông này thua này, được không? Cho dù anh em có thể là chuỗi thắng với tất cả lobby nha, nhưng mà gặp con này thì rất là dễ cút. Đó, nó cay như vậy mọi người ạ. À. Anh em có thể thắng auto win luôn, nhưng mà gặp cái thể loại này là dễ cút lắm.
Từ từ xem nào. Zoe à? Năm sử gia ba thuật sĩ. Mình bán Lilia luôn mọi người nhá. Bán Lilia lên luôn để bắt con Zoe vào. Mình sẽ thiếu con gì nữa? Thiếu Garen này, thiếu Riven, thiếu một con Zyra nữa. Mọi người có thể thấy đấy, mình vẫn đang còn dư một cái trang bị đó chính là một cái vật phẩm đó chính là một cái giáp lưới mọi người nhá. Một giáp lưới thì cái giáp lưới này mình sẽ có thể sử dụng nó để xíu nữa có sảnh vàng là mình sẽ lắp luôn một cái ấn này. 65 máu. Galio, Garen, Kai'Sa. Nhìn sợ phết nhỉ. Bùa đỏ, giao điện static, giao điện static đi. Tính cho con Zoe vào luôn nhưng mà thôi từ từ. Bởi vì nhìn cái tình thế nó vẫn hơi căng anh em ạ. Vẫn chưa thể chắc kèo được nha. Đây, ông này này, 7 sử gia mình 12 máu rồi. Galio. Zoe, Huawei, AZ, top 1 thì đang chơi Ire rồi. Nên là mình sẽ không thể lên Ire 3 sao được. Kai'Sa đối thủ kìa, diệt khổng lồ nha. Kai'Sa diệt khổng lồ nhưng mà mình hơn đối thủ tận 2 slot. Level 10 luôn rồi này. Ông này đang dự tính lên Kai'Sa 3 sao à, rồi. Hy vọng là round 6.4 sẽ có một cái sảnh vàng dư ra để mình lên 10 sử gia mọi người ạ. Nhưng mà thời điểm bây giờ thì cũng cần phải run một xíu để... 24 máu, 7 thần thoại, cốc mo. Huawei, Huawei 3 sao à, Huawei 3. Huawei 3 sao, Huawei 3 sao, ổn ta. Rồi, lên vào Huawei đi ha, đúc vào Huawei là hợp lý á. Rồi mình không run ra nữa, mình tính run thêm một con nào nữa để mình để thay thế mà không run ra được mọi người. Giờ mở round đi chỗ có sảnh vàng nha, là mình sẽ xả hết vàng để run kiếm Revenge Zyra và thế thôi. Là mình sẽ lên được 10 sử gia một cái này 4 sao nha. 14 máu rồi, liệu rằng round đi chợ có sảnh vàng hay không đây. Hy vọng sẽ có sảnh vàng. Trời ơi, mình chưa đi à. Ông này cũng đang cầm khổng lồ tí hon này. À, nhỏ như những cái võ này. Và liệu rằng sảnh vàng không? Không có sảnh vàng luôn mọi người ơi. Lissandra và Udi này. Tiếc nhờ, tại sao không có sảnh vàng nhờ. Thôi lấy cái này vậy. Lấy cái này để xíu nữa khi mà ra bố ren mình có thể gõ ra nha mọi người nhá. Gõ tung ra. Irelia 2 sao luôn rồi. Mình lên 16 máu. Ông top 1 cũng rất khỏe nha mọi người. Top 1 rất khỏe luôn á. Không hề yếu một xíu nào đâu. Bây giờ mình kiếm thêm một con Zyra cho vào là mình sẽ có thêm gì. Một chút 7 sử gia, 7 sử gia, 7 sử gia này, vũ công này. Vũ công 2 thì cũng bây giờ cũng không bắt điểm gì cả. Lee Sin, Rakan. Ai à, không ra ta. Hơi căng, 18 máu lên 20 máu đấy. Ông này đang có một cái chống đi đúng không? Một cái chống đai, một cái chống đai thì mình sẽ để cái con Azin này qua bên phía bên này. Đó. A đù. Rồi, win đó. Hay quá mọi người ơi. Ông này chỉ lên Riven 3 sao à. Mình bây giờ muốn run ra con Huawei 3 cũng khó quá, không run được. Giờ có bố Ren mà xong rồi mình gõ cái ấn kia ra, ấn sử gia thì nó gọi là siêu phẩm này. Nhưng cái ông kia bắt hết tướng của sử gia rồi, giờ mình run cũng không muốn ra nữa mọi người, nó không thể ra được nữa.
cho xin cái búa rèn để gõ nhân phẩm đi. Test nhân phẩm nào. Một cái búa rèn test nhân phẩm nào. Chuỗi thua 18 trận thần tài. Kinh khủng. Không thể tin nổi mắt mình nữa. Đâu nhở, sao không thấy gì luôn á. Búa rèn đi. Không có búa rèn các bạn ơi. Con hồng quay như bị khóa lại sao, Ron không ra nhở. Không Ron ra luôn. Riven 3 sao, UD 2. UD chuẩn bị 3 sao luôn này. Trận này sẽ là một trận cuối cùng rồi. Galio, UD, set đồ đẹp rồi. Anie, UD 2 sao. Một trận đấu cuối game mọi người nhá, 7.1. Trời ơi, 7.1. Mình có thêm chút Long Vương gây cả thắng choáng rồi. Ok, trận đấu top 1 dành cho mình Quốc Kịch mọi người ơi. Đây là một trận đấu chuỗi thua 18 trận và mình đã làm được, nói chung là kỷ lục ở đấu trường chân lý mùa 11 đấy. Đố anh em tìm được một người nào đó thua hơn mình 18 trận nha. Vâng, và là kết thúc trận đấu rồi. Cho mình một like, subscribe để ủng hộ clip này nhé. Tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người ở clip lần sau nha. Bye bye.